cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn vì sao chúng sanh trụ bồ tát thừa có phương tiện thiện xảo phật dạy này thiện hiện nếu chúng sanh bồ tát thừa từ khi mới phát tâm có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí ba la mật đa có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới ba la mật đa có phương tiện thiện xảo tu hành an nhẫn ba la mật đa có phương tiện thiện xảo tu hành tinh tấn ba la mật đa có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự ba la mật đa có phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa thì này thiện hiện chúng sanh trụ bồ tát thừa này khi tu bố thí chẳng nghĩ thế này Ta tu hành bố thí, kia nhận của ta bố thí, ta bố thí vật như vậy. Khi tu tịnh giới chẳng nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy. Khi tu an nhẫn chẳng nghĩ thế này, ta tu hành an nhẫn, kia là đối tượng mà ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy. Khi tu tinh tấn chẳng nghĩ thế này, ta tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đầy đủ tinh tấn ấy. Khi tu tịnh lự chẳng nghĩ thế này, ta tu định, ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy. Khi tu bát nhã chẳng nghĩ thế này, ta tu tọa, ta vì tọa này, ta thành tựu tọa ấy. Lại nữa thiện hiện chúng sanh trụ bồ tát thừa này khi tu bố thí chẳng chấp có bố thí chẳng chấp do bố thí này chẳng chấp bố thí là ngã sở cũng chẳng kiêu mạn khi tu tịnh giới chẳng chấp có tịnh giới chẳng chấp do tịnh giới này chẳng chấp tịnh giới là ngã sở cũng chẳng kiêu mạn khi tu an nhẫn chẳng chấp có an nhẫn chẳng chấp do an nhẫn này chẳng chấp an nhẫn là ngã sở cũng chẳng kiêu mạn khi tu tinh tấn chẳng chấp có tinh tấn chẳng chấp do tinh tấn này chẳng chấp tinh tấn là ngã sở cũng chẳng kiêu mạ khi tu tịnh lự chẳng chấp có tịnh lự chẳng chấp do tịnh lự này chẳng chấp tịnh lự là ngã sở cũng chẳng kiêu mạ khi tu bát nhã chẳng chấp có bát nhã chẳng chấp do bát nhã này chẳng chấp bát nhã là ngã sở cũng chẳng kiêu mạ vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như vậy, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa. Trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như vậy, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh giới ba la mật đa. Trong an nhẫn ba la mật đa không không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của an nhẫn ba la mật đa trong tinh tấn ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tinh tấn ba la mật đa trong tịnh lự ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh ngự ba la mật đa trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa